Toàn mặt trận tổ chức tiến công địch liên tục trong vòng 3 ngày. Chúng tôi đã đánh đuổi bọn Pol Pot đến tận thị trấn Mi Mút thuộc tỉnh Công Vông Tràm. Đây là lần thứ hai chúng tôi đánh qua thị trấn này. Hầu hết địch ở các điểm chúng tôi tiến công đều chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Phần lớn chúng giạt vào rừng sâu, một bộ phận chúng trà trộn vào dân. Đơn vị chúng tôi tổ chức truy quét địch trong khu vực thị trấn nằm giữa cánh rừng cao su. Sau đó phát triển truy quét lùng sục lên những cánh rừng sâu thuộc tỉnh Công Vông Tràm. Ngày 16 tháng 5, tiểu đoàn tôi dừng chân tại cánh rừng già cách thị trấn Mi Mút 16 km về hướng Tây Bắc. Đại đội tôi đóng quân hướng Nam cách tiểu đoàn 2 km. 14 giờ ngày 16 tháng 5, tôi lên tiểu đoàn họp, nghe trinh sát trung đoàn báo cáo tình hình. Phum Tà Peng cách tiểu đoàn tôi 5 km. Hiện có một bộ phận địch đang chốt trong phum. Lực lượng địch trên chưa nắm rõ, tiểu đoàn đã cho trinh sát tiểu đoàn đi nắm địch. 6 giờ ngày 17 tháng 5, tôi lên tiểu đoàn nhận lệnh, nghe tiểu đoàn thông báo. Lực lượng địch trong phum Tà Peng khoảng 30 đến 40 tên. Tiểu đoàn giao cho đại đội tôi tiến công tiêu diệt lực lượng này. Đại đội 10 sẽ phục đón lõng địch bỏ chạy về hướng Đông Bắc theo đường mòn A1, A2. Đại đội 11 phục đón lõng địch bỏ chạy về hướng Đông theo đường mòn D1, D2. Sở chỉ huy và khối tiểu đoàn bộ cùng đại đội 12 hỏa lực sẽ đi cùng đại đội tôi. 17 giờ, trinh sát dẫn cán bộ tiểu đoàn và đại đội tôi đi nắm địch. 19 giờ, chúng tôi tập kết cách Phung Tà Beng khoảng 2 đến 300 mét, dừng lại quan sát địa hình và mọi động tĩnh của địch. 15 phút sau, chúng tôi phát hiện địch thay gác. Trạm quan sát của chúng là một cây thốt nốt to. Chúng buộc cây tre gai nhiều đốt để làm thang leo lên cây quan sát phát hiện ta. Chúng tôi quan sát khoảng 30 phút, sau đó tiềm nhập vào cách phum 20 đến 30 mét. Chúng tôi xác định được địch trong phum không tổ chức phòng ngự kiên cố. Chúng chỉ có một số hầm bắn không có nắp, phần lớn lợi dụng các gò đất cao để che khuất, che đỡ mà thôi. Chúng tôi quan sát rất kỹ mọi địa hình địa vật xung quanh và bên trong phum. Phum Tà Beng nằm trên bình độ 50, hướng đông và đông bắc là rừng, hướng tây là ruộng lúa, hướng nam là vườn cây ăn trái, đan xen rất nhiều cây thốt nốt cao to, hướng bắc là rừng cây lúp xúp, hướng đông và đông bắc phum có 4 đường đất chính chạy vào rừng. 4 đường đất này, trung đoàn thống nhất gọi tên theo thứ tự là D1, D2 chạy về hướng đông và A1, A2 chạy về hướng đông bắc. Xung quanh phum còn nhiều đường mòn nhỏ chạy đan xen về các hướng tây, nam, bắc. Địa hình tương đối dễ tiếp cận. Quan sát xong, chúng tôi quay ra cách phum khoảng 150 đến 200 mét, sơ bộ xác định vị trí tập kết, vị trí xây dựng trận địa xuất phát tiến công, xác định hướng tiến công và sở chỉ huy tiểu đoàn, vị trí chỉ huy của đại đội tôi, các vị trí đặt hỏa lực của đại đội 12 để chi viện trực tiếp cho đại đội tôi khi tiến công, xác định các vật chuẩn và những ký tín ám hiệu hợp đồng. 23 giờ tôi về đến đơn vị. 5 giờ ngày 18 tháng 5, chúng tôi hành quân chiếm lĩnh. Do địch ở tạm trong phum, địch không tổ chức phòng ngự kiên cố, công sự trận địa của chúng tạm thời, hơn nữa lực lượng của chúng không đông, nên trên quyết định cho chúng tôi tiến công ban ngày, không cần xây dựng trận địa xuất phát tiến công. Khi các bộ phận vào đúng vị trí quy định là phát lệnh tiến công ngay, nếu chậm địch sẽ tháo chạy. 7 giờ 20 phút, chúng tôi vào vị trí đã định. Đại đội 10 và đại đội 11 xuất phát trước đại đội tôi 1 giờ và cũng bố trí xong trận địa đón lõng phục kích. 7 giờ 40 phút, tiểu đoàn phát lệnh tiến công. Đại đội 12 dùng hỏa lực bắn dồn dập vào phum. Tôi cho hỏa lực của đại đội bắn phá bìa phum và phát lệnh xung phong. Địch chống cự yếu ớt, chúng chỉ bắn trả hơn chục quả cối 60, vài quả DKZ B40, B41 kèm theo là RPD và AK bắn loạn xạ. Sau đó chúng rút chạy. Chưa đầy 15 phút, đại đội tôi đã đánh chiếm và hoàn toàn làm chủ phum Tà Beng, diệt tại chỗ 3 tên, thu 4 khẩu AK, 1 khẩu B41. Tưởng chúng chạy theo đường A1, A2 và D1, D2 như dự kiến ban đầu, nhưng chúng lại rút theo đường mòn về hướng Bắc. Vậy là hai đại đội 10 và 11 phục kích đón lõng không thành. Sau khi làm chủ phum, anh Tương tiểu đoàn phó giao nhiệm vụ cho đại đội tôi chốt giữ tại phum.
Tôi hỏi anh Tương là chốt khu nào, có xây dựng trận địa không? Anh Tương nói, đại đội 9 của ông chốt tại Phum, chỉ cần đào các hố cá nhân quỷ bắn thôi. Hầm chỉ huy đại đội cũng vậy, đào vuông sâu 60 phân là được, vì chỉ chốt giữ tạm vài ngày, sau đó lại hành quân thôi. Tôi bảo anh Tương, anh cho đại đội tôi chốt ở phía bìa rừng kia đi, chốt ở đó vừa bí mật, vừa dễ phòng ngự, lại dễ cơ động lực lượng để tiến công, vừa tránh được phi pháo của địch. Biết đâu, chúng nghĩ ta chốt giữ Phum, dùng hỏa lực đánh ta, anh ạ. Anh Tương không đồng ý, cứ nhất định bắt tôi cho bộ đội chốt trong Phum. Tôi bực quá, cãi nhau rất hăng với anh Tương, tôi còn văng tục và nói anh Tương là ngu nữa. Anh Tương cũng căng, anh dọa sẽ báo cáo ban chỉ huy tiểu đoàn và đề nghị trung đoàn kỷ luật tôi vì tôi chống lệnh. Tôi nói với anh Tương, tôi chốt trong Phum, có gì anh chịu trách nhiệm đấy, còn anh cứ báo cáo với trên đi, kỷ luật thì kỷ luật. Tôi nghĩ là nghĩ cho bộ đội, tôi không sợ đâu. Lúc này anh Tương cùng 4 đồng chí trinh sát và 2 đồng chí thông tin về tiểu đoàn, định liên lạc đưa cho tôi bình tông nước. Tôi uống ừng ực gần hết bình tông nước. Tôi bảo Định gọi anh Biên đang ở trung đội 1 về. Tôi kể lại chuyện cho anh Biên nghe. Anh Biên cười nói, thôi em ạ, thằng Tương nó chập chang đấy. Tôi nói với anh Biên về ý định triển khai bộ đội chốt tại cánh rừng trước mặt phía đông Phum, cách Phum 150-200 mét. Tôi nói với anh, em quyết định cho đại đội mình chốt tại đấy, trên kỷ luật em chịu. Anh đừng lo anh ạ. Anh Biên đồng ý. Anh nói, sao chú lại nói vậy? Anh sẽ chịu kỷ luật cùng với chú. 10 giờ, tôi triển khai cho đại đội chốt tại bìa rừng. Không cần nói, anh em cũng triển khai đào hầm hào ngay. Nhìn anh em đào hầm, lòng tôi rất vui, tôi thầm nghĩ. Tôi thật may mắn và tự hào vì có những người lính thiện chiến và rất dũng cảm như vậy. 15 giờ 30, cối 120, pháo 105 của địch đột nhiên bắn cấp tập vào Phum. Tiếng nổ ầm ầm, đất đá khói bụi mịt mù, cây cối đổ gãy. 15 nóc nhà trong Phum bốc cháy ngùn ngụt. Chúng bắn cấp tập khoảng 12 phút, sau đó bắn cầm canh. Tiểu đoàn điện xuống yêu cầu tôi báo cáo tình hình. Tôi hỏi Thành thông tin hữu tuyến ai ở đầu dây. Thành trả lời là anh Tương. Tôi bảo Thành đưa máy tôi báo cáo. Tôi vừa alo thì đầu dây bên kia giọng anh Tương run run. Vĩnh hả? Tôi nói Vĩnh đây. Địch bắn cối 120 và pháo 105 vào Phum, mật độ dày, cả Phum đang cháy rất to. Đang nói thì dây hữu tuyến đứt. Tôi nói khẩn thông tin vô tuyến mở máy 2W. Tôi ghi điện cho khẩn mã hóa báo về tiểu đoàn. Tôi nhớ mỗi lần khẩn điện, câu cuối của bức điện nào cũng có câu Kiến An gạch chéo Thái Nguyên, Việt Trì không dịch 243-247 hết, nghĩa là ký tên Vĩnh. Cùng lúc anh Biên vừa đi kiểm tra các trung đội về, anh Biên nói với tôi, mày quá Vĩnh ạ, nghe thằng Tương chốt trong Phum thì giờ này chắc anh em mình và cả đại đội không biết ra sao nữa, kinh thật. 8 giờ ngày 20 tháng 5, chúng tôi được lệnh hành quân về phía đông, cách Phum Tà Beng 16 km. Khi hành quân, anh Tương gặp tôi, anh e ngại và có phần xấu hổ, anh chủ động nói lời xin lỗi tôi. Tôi nói với anh, không sao anh ạ, bộ đội không thương vong là quý lắm rồi. Em nghĩ là chỉ huy khi ra lệnh phải cân nhắc tính toán kỹ, nên nghe những đề xuất của cấp dưới, phân tích kỹ rồi hãy quyết định. Vì nếu chỉ huy quyết sai, bộ đội sẽ đổ máu. Tôi và anh ôm nhau, tôi thấy anh ôm tôi rất chặt, tay anh cứ vỗ mãi vào vai tôi, mắt anh đỏ hoe. Tự nhiên tôi thấy thương anh quá. Tôi cũng chủ động nói lời xin lỗi anh vì nóng nảy, nói năng thiếu tôn trọng anh. Từ đó chuyện xảy ra giữa tôi và anh Tương cũng không ai nhắc lại nữa. Với tôi coi đây là một trong những kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm khó quên trong cả cuộc đời lính chiến của tôi. Phục kích bất thành. Ngày 27 tháng 5, đại đội tôi nằm trong đội hình của tiểu đoàn. Chúng tôi dừng chân giữa cánh rừng khộp thuộc tỉnh Công Vông Tràm, cách biên giới của ta 32 km. 6 giờ, tôi và anh Hảo chính trị viên lên tiểu đoàn nhận lệnh gấp. Nghe tiểu đoàn thông báo, hiện nay có khoảng một đại đội đến một tiểu đoàn thiếu Pol Pot đang hành quân theo trục đường mòn, chạy từ Phum Thơ Mây đến cánh rừng sát chân núi Đầu Voi. Đường này trên thống nhất gọi là đường D2. Hiện nay, đài kỹ thuật của trên vẫn đang theo sát mọi động tĩnh và đường cơ động của chúng. Trinh sát sư đoàn và trinh sát trung đoàn
cũng đang bám chúng hai ngày nay. Dự kiến của trên, khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 5, địch sẽ đi đến đoạn đường cách chân núi Đầu Voi 9 km. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn lập thế trận phục kích, tiêu diệt lực lượng địch trên. Tiểu đoàn đã đi chuẩn bị và chọn vị trí phục kích từ chiều hôm qua. Tiểu đoàn hạ quyết tâm lập thế trận phục kích cấp tiểu đoàn, kiên quyết tiêu diệt lực lượng địch hành quân cơ động trên trục đường D2 ở tọa độ 4226 O4 cộng O9. Hoàn thành nhiệm vụ trên giao, quay về vị trí tập kết mới. Tiểu đoàn giao đại đội 11 có nhiệm vụ khóa đuôi, đại đội 10 chặn đầu, đại đội tôi có nhiệm vụ tiêu diệt địch trong khu vực chủ yếu chính giữa đội hình. 12 giờ ngày 27 tháng 5, tiểu đoàn dẫn các đại đội đến vị trí tiểu đoàn dự kiến xây dựng trận địa phục kích. 14 giờ 30, chúng tôi đến nơi. Tiểu đoàn dẫn chúng tôi đi một lượt, sau đó tổ chức hội ý tại thực địa. Tiểu đoàn dự kiến, đại đội 11 được trang bị 2 giá mìn DH-20, 2 khẩu 12-7 và 2 khẩu DKZ-82. Bố trí toàn bộ đội hình hướng tây đường mòn, có nhiệm vụ khi đội hình địch vào hết sẽ bấm mìn và dùng 2 khẩu 12-7 hạ nòng bắn thẳng, 2 khẩu DKZ-82 và vũ khí trong biên chế bắn chặn địch không cho chúng quay lại, buộc chúng phải chạy dạt sang bên đông đường mòn. Hướng đông, tiểu đoàn đã bố trí các bãi vật cản nổ, tạo điều kiện cho đại đội 9 tiêu diệt địch. Đại đội 10 cùng được tăng cường hỏa lực như đại đội 11, có nhiệm vụ chặn đầu không cho địch chạy lên. Đại đội tôi có nhiệm vụ, khi hai đại đội chặn đầu khóa đuôi nổ súng, chúng tôi nhanh chóng dùng hỏa lực trong biên chế tiêu diệt địch. Khi địch chạy sang đông đường, đại đội 12 dùng 4 khẩu cối 82 bắn dồn dập vào đội hình địch. Sau khi tiểu đoàn hội ý giao nhiệm vụ cho các đại đội, dự kiến các tình huống thống nhất các mặt cần hợp đồng, thống nhất ký tín ám hiệu và chỉ thị các mặt bảo đảm xong. Tiểu đoàn nhắc lại các mốc thời gian như sau. 7 giờ ngày mai 28 tháng 5, các đơn vị hành quân. 9 giờ 30, có mặt tại khu vực tập kết xây dựng trận địa, bố trí các loại hỏa khí và đội hình. 14 giờ, hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng diệt địch. Đại đội tôi bố trí đội hình chính giữa, địa hình toàn cây lúp xúp và cỏ danh ngang ngực, rất dễ bố trí. Chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị trước 30 phút. Tôi và anh Biên đi kiểm tra đơn vị một lượt, thống nhất mọi hợp đồng với từng trung đội, tiểu đội hỏa lực. Sau đó, tôi về vị trí chỉ huy. Nằm ngửa mặt lên trời, hưởng cái nắng nóng như thiêu như đốt trên đất Campuchia. Tôi hút một điếu thuốc vàm cỏ, mà tự nhiên cứ hút được vài hơi, nó lại tự tắt. Tôi phải 3 lần châm lửa mới hút hết điếu thuốc. Tôi muốn đi tiểu mà không sao tiểu được. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cậu Định liên lạc nhìn tôi với con mắt lo âu. Tôi hỏi Định, em mệt hả? Định nói, không anh ạ. Em thấy anh hút thuốc bị tắt mấy lần mà anh đi tiểu cũng không được. Em thấy lo. Tôi bảo Định, lo gì? Em lo anh ốm à? Không anh ạ. Em để ý rồi, mỗi lần anh đi kiểm tra các bộ phận xong, anh hút một điếu thuốc ngon lành, rồi anh đi tiểu tại cửa hầm, thì trận đấy ngon lành, không đánh cũng thắng. Tôi cười bảo Định, bậy, chú mày biết xem tướng và đoán thiên văn từ bao giờ vậy? Nói rồi tôi động viên Định, không có gì đâu em đi mời anh Biên và anh Hảo đến đây. Cậu Định đi, 6 phút sau, anh Biên, anh Hảo đến. Tôi nói những suy nghĩ của mình cho hai anh nghe. Anh Hảo không nói gì, anh Biên thì nói, tại ông lo lắng quá đấy thôi, không sao đâu. Tôi nói với anh Biên, em cũng mong là như thế anh ạ. Nói xong tôi nghe cậu Thành Hữu Tuyến gọi tôi nghe máy. Tôi cầm tổ hợp, nghe trên thông báo tình hình và nhắc các đơn vị đi kiểm tra thật kỹ mọi thứ khi địch chưa tới. Tôi báo cáo với tiểu đoàn là đại đội tôi đã sẵn sàng. 14 giờ 30 trên thông báo, địch đang hành quân đúng như dự kiến. Hiện chúng đang nghỉ dọc đường, không có gì thay đổi, thì khoảng 40 phút nữa chúng sẽ tới khu vực phục kích của chúng tôi. 15 giờ 30, toán áo đen đã đi vào khu vực phục kích. Toán này khoảng 25 tên, sau khoảng 30 mét là đội hình chính của chúng đi vào. Tôi nhìn rõ từng tên. Từ khi đánh nhau đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy chúng nhiều như vậy. Tôi nhẩm đếm khoảng 200 tên. Tôi thầm nghĩ, giờ này mình nổ súng chắc chắn phải diệt được vài chục tên.
Tôi nháy mắt sang anh Biên, báo hiệu anh Biên chuẩn bị. Anh Biên nháy mắt lại tôi, báo sẵn sàng. Đội hình địch đã đi hết vào khu vực tập kích, mà sao không thấy đại đội 11 bấm mìn DH, không thấy 12 ly 7 hạ nòng bắn, không thấy DKZ bắn thẳng để khóa đuôi. Toán địch đi đầu đã ra khỏi khu vực đại đội 10 chặn đầu, mà không thấy đại đội 10 bấm mìn bắn chặn địch. Tôi bảo Thành quay máy gọi tiểu đoàn, nhưng chờ thì có lẽ mất thời cơ. Tôi nói với anh Biên, đánh thôi anh, không đánh bọn nó chạy hết. Anh Biên nâng khẩu B-40 lên, tôi liều ra lệnh cho các bộ phận nổ súng. Tôi cho đại liên B-40, B-41 bắn mãnh liệt vào đội hình địch. Địch dạt qua bên đường, vừa bắn trả vừa bỏ chạy. Lúc này tôi mới thấy đại đội 10 và đại đội 11 nổ súng, nhưng không nghe tiếng mìn. Sau hơn 20 phút bắn xối xả vào đội hình địch, địch bỏ chạy hết. Chúng tôi tiến lên đường chỉ thấy hơn chục thằng chết và thu được 17 khẩu súng các loại. Số đông còn lại chúng đã chạy thoát. 17 giờ, tiểu đoàn thu quân về vị trí tập kết. 7 giờ sáng ngày 29 tháng 5, tiểu đoàn tổ chức họp quân chính rút kinh nghiệm trận phục kích hôm qua. Có đủ ban chỉ huy trung đoàn và cơ quan tham dự. Trung đoàn trưởng nói, trận phục kích hôm qua, tiểu đoàn 6 không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không muốn nói là tiểu đoàn 6 hoàn toàn thất bại. Địch đến tận nơi mà không đánh được, cơm đến tận miệng mà lại đổ xuống bùn, thật đáng tiếc. Có lẽ chúng ta không có cơ hội nào ngon ăn như hôm qua nữa đâu. Trung đoàn trưởng rớm nước mắt nhìn mọi người. Mọi người đều rất buồn và tiếc. Sau đó từng người phát biểu và nêu những suy nghĩ của riêng mình. Và tất cả đều đặt câu hỏi, tại sao bốn giá mìn DH-20 của lực lượng chặn đầu khóa đuôi thuộc đại đội 10 và đại đội 11 lúc đấy lại không nổ? Mìn không điểm hòa được, 12 ly 7 thì hóc đạn, thông tin liên lạc thì không kịp thời, xử trí tình huống của tiểu đoàn chậm, máy móc không biết phát huy những binh khí kỹ thuật và những hỏa lực khác để thay thế những hỏa lực và những vũ khí khi có sự cố. Không dự kiến được những tình huống có thể xảy ra trong phục kích để khi có sự cố thì lúng túng không biết xử trí thế nào. Nói chung, rất nhiều vấn đề được đưa ra. Riêng tôi nghĩ, trong chiến đấu thì bất kỳ sự cố nào cũng có thể xảy ra. Vì vậy, người chỉ huy phải làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra thật kỹ về mọi mặt và phải đặt ra nhiều tình huống. Mỗi tình huống đều phải có 2-3 phương án xử trí, giải quyết. Có như vậy, khi tình huống không như ý xảy ra mới chủ động xử trí, mới làm chủ được thế trận, mới tiêu diệt được địch, bộ đội mới ít đổ xương máu hy sinh. Đây cũng là bài học cho tôi sau này. Phun tổ mối. 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, chúng tôi tiến công địch dừng chân tại phun tổ mối, cách tà âm 6 km về hướng nam. Phun này không có tên trên bản đồ. Phía tây bắc phun có một dãy tổ mối rất to, kéo dài như một bờ đê, chúng tôi gọi là phun tổ mối. Hướng nam và hướng bắc phun là rừng cây lúp xúp xen lẫn cây ăn trái. Hướng đông là cánh đồng lúa và đầm lầy. Sau khi nổ súng tiến công, địch kháng cự một lúc rồi bỏ chạy. 7 giờ 50 phút, chúng tôi làm chủ chiến trường. Đại đội tôi nhận nhiệm vụ chốt tại phun, lợi dụng số công sự cũ của địch. Chúng tôi nhanh chóng sửa sang cải tạo, củng cố và làm thêm một số công sự hầm hào mới cho phù hợp để phòng ngự. 14 giờ ngày 5 tháng 6, chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị. Tôi lợi dụng chiếc hầm tác chiến cũ có nắp của địch làm hầm chỉ huy. Hầm này địch làm rất kiên cố, rộng 9m2, nắp hầm đất dày 60cm. Trong hầm, chúng làm cả bàn ghế bằng cây rừng ghép rất tỉ mỉ, chứng tỏ bọn này ở đây thời gian tương đối lâu. Sau 2 ngày im tiếng súng, tôi cho anh em tranh thủ củng cố hầm hào và điều 2 tiểu đội luân phiên đi lùng sục xung quanh khu vực, cách chốt 2 đến 3 km để phát hiện địch. 23 giờ ngày 8 tháng 6, địch đột nhiên bắn phá trận địa chốt của đại đội. Tiểu đoàn thông báo, trận địa pháo của trung đoàn 2 địch cách tiểu đoàn 9 km đang đánh phá chốt của đại đội tôi. Sư đoàn đã dùng pháo của sư đoàn phản pháo địch, trên nhắc đại đội tôi chú ý đánh địch khi chúng tổ chức tiến công. 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, pháo địch lại tiếp tục bắn phá vào trận địa chốt của đại đội tôi. Sau 10 phút bắn phá, chúng tôi phát hiện cối 82 của địch bắn phá, sau cối 82 là cối 60,
AT, DKZ, B-40, B-41, đại liên của địch bắn phá rất nhiều vào trận địa của chúng tôi. Chắc chắn chúng sẽ tiến công. Tôi nhắc bộ đội tăng cường quan sát và tránh pháo của địch. Khả năng địch sẽ tiến công. Các chốt dâu tôm chú ý phát hiện địch. Vừa dứt hỏa lực là địch hô xung phong. Tất cả các chốt vòng ngoài của trung đội 1 và trung đội 2 đều phát hiện địch. Nghe các trung đội báo cáo xong, tôi lệnh cho hỏa lực cối 60 của đại đội ở hầm bắn dự bị đánh quyết liệt vào đội hình địch đang tiến công trên hướng trung đội 1. Lệnh cho trung liên của trung đội 2 bắn lướt sườn trái của địch. Lệnh cho anh Bảo cơ động đại liên lên trung đội 1 kết hợp với B-40, B-41 bắn quyết liệt hất địch bật ra xa. Sau 12 phút chiến đấu, chúng tôi đã đánh bật địch ra xa, bẻ gãy đợt tiến công đầu tiên của địch. Đại đội tôi bị thương 3 đồng chí do mảnh pháo, một số hào và 4 hầm bắn bị sạt lở. 5 giờ, địch lại tổ chức đánh phá và tiến công. Lần này chúng đánh phá mạnh hơn và lâu hơn. Chúng tiến cả hai hướng. Tôi nhắc anh em bám công sự kiên quyết không cho địch bám vào các chốt dâu tôm. Tôi xin tiểu đoàn dùng cối 82 đánh thẳng vào đội hình đang tiến công của địch, khiến chúng khựng lại. Lợi dụng đội hình địch to cụm, tôi cho hai khẩu cối 60 của đại đội cơ động lên trung đội 2 bắn cấp tập vào đội hình địch, kết thúc đợt tiến công thứ hai của chúng. Đại đội hy sinh một đồng chí, bị thương 2. Ngày mùng 9, mùng 10, tháng 6, địch vẫn dùng hỏa lực đánh phá và tổ chức tiến công vào chốt của chúng tôi liên tục. Chúng tôi bám vào công sự trận địa, bẻ gãy 7 đợt tiến công lớn của chúng, phát hiện và 5 lần tiêu diệt những toán địch đột nhập, giữ vững trận địa. 14 giờ ngày mùng 10 tháng 6, Lan liên lạc và hai cậu trinh sát tháp tùng tôi về tiểu đoàn họp. 17 giờ, chúng tôi quay lại chốt. Anh Tân tiểu đoàn phó cùng hai đồng chí trinh sát và 6 đồng chí vận tải cùng về chốt với tôi. Anh Tân xuống để kiểm tra và nắm chắc thêm về lực lượng địch đang trực tiếp xúc với đại đội tôi. Vận tải xuống để đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau. Đi được khoảng 4 km, chúng tôi nhìn sang bên trái thấy nhiều họng súng đen ngòm. Địch phục kích chúng tôi rồi. Tôi nói với anh Tân, bên trái địch phục kích, tất cả bình tĩnh, không được hoảng loạn. Nghe theo lệnh của tôi. Chúng tôi đi ép sát mép phải của đường, coi như không biết địch phục kích. Không hiểu sao, địch lại không bắn chúng tôi. Khi cách chốt khoảng 3 đến 40 mét, tôi nói với mọi người, khi nào tôi hô chạy, thì tất cả chạy thật nhanh vào chốt nhé. Mọi người đã nghe xong, tôi nói chuẩn bị. Chạy! Chúng tôi chạy nhanh và lao xuống giao thông hào. Tôi và anh Tân cùng hai cậu trinh sát chạy vào hầm chỉ huy, vừa ngã xuống giao thông hào cạnh hầm, thì xoẹt! Đoành! 4 quả DKZ-82 từ 4 hướng bắn thẳng vào hầm chỉ huy của chúng tôi. Hai trinh sát hy sinh tại chỗ. Tôi và anh Tân bị thương nhẹ do mảnh nhỏ. Chiếc hầm tác chiến thất của bộ chỉ huy sập ngay từ loạt đạn đầu của chúng. Sau 4 phát DKZ là các loại đạn cối của chúng dội vào chốt của tôi như chút. Chúng bắn kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó, bắn cầm canh đến 21 giờ 30 thì ngớt dần. Hầm hào của chúng tôi bị sập lở khoảng 60%. 5 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương. Không tính tôi và anh Tân bị thương nhẹ. Lúc này, đài kỹ thuật của trung đoàn bắt được sóng của chúng. Nghe chúng báo cáo với cấp trên của chúng là đã tiêu diệt được tên chỉ huy cấp trung đoàn của bọn Duôn, tức Việt Nam. Vậy là tôi đã hiểu tại sao chúng lại không bắn chúng tôi trên đường. Mục đích của chúng là tiêu diệt chỉ huy. Có lẽ chúng nghĩ tôi là chỉ huy cỡ bự, nên chúng chờ tôi vào đúng sở chỉ huy, chúng mới diệt cho gọn. Cũng có lẽ, vì chúng thấy tôi to cao, tôi mặc áo lót cộc tay, tay cầm tấm bản đồ địa hình rất to, bên sườn đeo khẩu súng ngắn, một con dao găm, một bình tông nước và 4 quả lựu đạn mỏ vịt, nên nó nghĩ tôi là chỉ huy cấp trung đoàn, sư đoàn. Nghĩ mà thấy may mắn và thật buồn cười, nếu chúng bắn chúng tôi ngay trên đường, thì chắc chắn chúng tôi hy sinh hết. Không ai còn sống sót. 22 giờ 40, chúng tôi được lệnh rút quân, bỏ chốt cho chúng chiếm. Trên sẽ có cách xử trí tiếp theo. Tôi lệnh cho đơn vị rút quân theo hướng ruộng lúa, cả đơn vị đi theo hàng dọc. Tổ trinh sát và trung đội 1 rút trước, sau đó đến lực lượng khiêng cáng thương binh tử sĩ, tiếp đến trung đội 3 và ban chỉ huy đại đội, và sau cùng là trung đội 2. Cả đội hình lội bì bõm cắt qua cánh đồng lúa và bãi bùn lầy đến gối.
Một giờ sáng, chúng tôi về đến khu tập kết mới an toàn. Suối Đà Ha. Ngày 18 tháng 7 năm 1978, sau chiến dịch A-28, chúng tôi lại rút hết quân về chốt giữ biên giới. Đại đội tôi đảm nhiệm chốt ở bình độ 30 tại suối Đà Ha, thuộc địa phận Tà Nốt, giáp Campuchia. Công binh trung đoàn đã xây dựng xong trận địa cho chúng tôi trưa hôm nay. 13 giờ, tôi và ban chỉ huy đại đội đến kiểm tra và đề nghị xây dựng thêm cho đại đội một số trận địa giả, trận địa lâm thời và trận địa dự bị. Mở 3 đường hào dâu tôm gấp khúc từ trận địa xuống suối để lấy nước, tăng cường thêm 6 cự mã khi cần sẵn sàng bịt hào chống địch đột nhập. Trung đoàn đồng ý và công binh tiếp tục xây dựng theo đúng yêu cầu của chúng tôi. 19 tháng 7, tôi tổ chức họp quân chính thông qua quyết tâm chiến đấu phòng ngự trận địa. Đơn vị nhất trí với những phương án mà tôi trình bày, mọi người tin tưởng và có quyết tâm cao, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự trận địa. 14 giờ cùng ngày, tôi và ban chỉ huy lên báo cáo quyết tâm với tiểu đoàn, có cơ quan tham mưu trung đoàn dự và chỉ đạo. Tôi được trên tăng cường chính thức một số lực lượng như sau. Một trung đội DK-90 do anh Mưu chỉ huy, một trung đội 12-7 do Lợi cùng nhập ngũ với tôi chỉ huy, một trung đội cối 82 gồm 3 khẩu do Mừng cùng nhập ngũ với tôi chỉ huy, một tiểu đội công binh, một tiểu đội thông tin, một tổ trinh sát, một tổ hóa học và một số phương tiện kỹ thuật khác, có nhiệm vụ phòng ngự bình độ 30 suối Đà Ha với chính diện 1,2 km, chiều sâu 1 km, trong đó khu vực trọng yếu là ngầm suối. Đây là huyết mạch để các đơn vị vượt suối tổ chức tiến công qua Campuchia. Thời gian bắt đầu từ N+1, tức 20 tháng 7. 9 giờ, ngày 20 tháng 7, đơn vị vào vị trí. Tôi cho các bộ phận củng cố công sự, dẫn cán bộ trung đội, tiểu đội trực thuộc, các chỉ huy thuộc lực lượng tăng cường đi kiểm tra tổng thể trận địa, chỉ các vật chuẩn, dự kiến các khu vực địch có thể bố trí trận địa hỏa lực, các khu vực mà hỏa lực ta cần bắn, dự kiến các mũi tiến công của địch, các khu vực trọng yếu của địch có thể đột nhập, thống nhất phương án cơ động hỏa lực trong quá trình chiến đấu, đồng thời dự kiến kế hoạch tiến công phía sau bên sườn địch khi có thời cơ. 16 giờ, chúng tôi thống nhất xong, các bộ phận bắt đầu làm công tác chuẩn bị trong khi địch còn chưa xuất hiện. Ăn tối xong, tôi ngồi bàn với anh Hảo chính trị và anh Biên đại đội phó về mọi việc. Hai anh nhất trí cao và có vẻ phấn khích lắm. Tôi nói với anh Biên, bác Biên đánh Mỹ ngụy nhiều, có nhiều kinh nghiệm. Bác xem có gì cần bổ sung, bác triển khai ngay cho các bộ phận nhé. Anh Biên nói, tớ phòng ngự 4 trận, nhưng lúc ấy tớ là lính, biết gì đâu. Trên bảo sao nghe vậy thôi, mình phòng ngự có chuẩn bị như đợt này là tốt lắm rồi ông ạ. Sau đó, chúng tôi chia nhau xuống các bộ phận kiểm tra và động viên anh em. Tôi cho khẩn thông tin, báo cáo tình hình với trên theo giờ quy định, đơn vị bình thường. 5 giờ ngày 21 tháng 7, trên thông báo, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 5 địch đang cơ động lực lượng tiến về hướng tiểu đoàn chúng tôi. Tôi nhắc các bộ phận, các trạm cảnh giới tăng cường quan sát. Tôi nói anh Biên cùng tổ trinh sát đi nắm địch từ xa. 15 giờ, trinh sát phát hiện địch tập kết cách trận địa phòng ngự của chúng tôi 9 km. Trung đoàn thông báo 4 giờ sáng mai, tiểu đoàn 5 sẽ tiến công lực lượng địch này. 5 giờ 40 phút ngày 22 tháng 7, tôi nhận điện trên thông báo tiểu đoàn 5 đã vào vị trí xuất phát tiến công. 10 phút nữa sẽ nổ súng. Trong khi tiểu đoàn 5 nổ súng, yêu cầu đại đội tôi giữ bí mật tuyệt đối, sẵn sàng cử một trung đội làm lực lượng dự bị phối thuộc cho tiểu đoàn 5 khi có lệnh. 6 giờ, tiểu đoàn 5 nổ súng tiến công, địch chống lại quyết liệt. Tiểu đoàn 5 nắm địch không chắc, tối chúng dừng chân ở bình độ 30 Nam Phum. Đêm, chúng cơ động 2/3 quân số vào Nam Phum và xây dựng trận địa phòng ngự lâm thời ở Tây Phum, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở bình độ 30. Khi ta dùng hỏa lực đánh dồn dập, địch chống trả yếu ớt. Khi ta phát lệnh tiến công, địch đánh lướt sườn sau đó rút chạy. Tiểu đoàn 5 gặp khó khăn và thương vong rất lớn. Đây là bài học nhớ đời cho các đơn vị về công tác nắm địch, bám địch. Ngày 23 tháng 7, sau 2 ngày bình yên không tiếng súng,
17:10, tôi nhận điện trên thông báo Trung đoàn 2 Sư đoàn Nam Địch đang hành quân vào hướng tiểu đoàn tôi phòng ngự. 18:00, tổ trinh sát của tôi phát hiện địch cách trận địa phòng ngự của đại đội tôi 6 km. Tôi cho thông tin báo cáo với trên. Trên thông báo lại, địch thuộc Trung đoàn 2 Sư đoàn 5, khả năng chúng cũng tổ chức phòng ngự giữ ngầm tại suối Đà Ha. Trên yêu cầu tôi bám địch sẵn sàng tiêu diệt khi chúng tiến công. Tôi phát lệnh cho toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. 21:00 cùng ngày, ba chốt cảnh giới của tôi phát hiện địch và nổ súng. 21:30, pháo địch bắt đầu bắn liên tục vào trận địa phòng ngự của chúng tôi. Chúng không tổ chức tiến công vào trận địa. Từ 22:00 cho đến sáng, pháo địch bắn thưa dần. Chúng tôi phát hiện địch xây dựng trận địa phòng ngự. Tôi điện báo cáo trên. Trên báo lại cho tôi, lực lượng địch trong khu vực tiểu đoàn tôi phòng ngự là Trung đoàn 2. Trên khu vực tại đại đội tôi là tiểu đoàn 9, các đơn vị trực thuộc và sở chỉ huy trung đoàn. Đây là hướng chủ yếu của địch. Như vậy là lực lượng địch này cũng có nhiệm vụ giữ ngầm tại suối Đà Ha nhằm ngăn chặn ta vượt ngầm tiến công. Trung đoàn tập trung hỏa lực đánh liên tục suốt đêm vào đội hình địch nhằm sát thương tiêu diệt, gây khó khăn và ngăn chặn địch xây dựng trận địa phòng ngự. Đại đội tôi được lệnh không dùng hỏa lực. 15:00 ngày 24/7, địch dùng hỏa lực cối 120, cối 81, DK90, DK82, cối 60, 12 ly 7, B40, B41 đánh cấp tập vào trận địa của chúng tôi. Sau đó chúng tổ chức tiến công nhằm đánh bật chúng tôi qua bên kia suối. Chúng tôi đánh trả quyết liệt suốt từ 15 đến 18:00, bẻ gãy 6 đợt tiến công của chúng. Toàn đại đội hy sinh 4, bị thương 11. Đêm địch vẫn bắn cầm canh với mật độ dày hơn đêm hôm trước. 5:00 sáng ngày 25/7, địch lại tiếp tục đánh phá bằng hỏa lực. Khác với hôm qua, hôm nay chúng dùng cả pháo 130 và 105 để đánh phá vào trận địa của chúng tôi. Nhiều công sự hầm kèo và nhiều đoạn giao thông hào của chúng tôi đã bị địch phá hủy. Mật độ đánh phá cao và kéo dài gấp đôi hôm trước. Sau đó, chúng tổ chức tiến công quyết liệt hơn. Hai trận địa cảnh giới của chúng tôi đã bị địch chiếm. Chúng tôi tổ chức đánh lại nhiều lần nhưng vẫn chưa khôi phục được trận địa. Đại đội hy sinh 4, bị thương 15 đồng chí nữa. 15:00, tôi quyết định điều anh Biên, đại đội phó trực tiếp lên trung đội 1 để chỉ huy đánh địch khôi phục trận địa. Tôi lệnh sử dụng 60 phát cối 82, 90 phát cối 60, dùng một khẩu 12 ly 7 hạng nòng bắn trực tiếp cùng hai khẩu đại liên bắn lướt sườn. Xin cối 120 và 82 của tiểu đoàn kiềm chế pháo địch. Kiên quyết đẩy địch ra khôi phục trận địa. 16:50, chúng tôi đẩy được địch ra xa khôi phục trận địa. Từ 17:00 đến sáng, tự nhiên pháo địch không bắn cầm canh phát nào. Đêm tĩnh lặng đến rợn người. 7:00 ngày 26/7, pháo địch vẫn không hề bắn phá. Tôi thấy rất sợ, không hiểu địch có ý đồ gì, nghĩ mãi không ra. Tôi cho thông tin báo cáo tình hình với trên. Trên nhắc tôi tăng cường cảnh giới, có gì trên báo sau. 16:00, tôi và Trúc liên lạc xuống trung đội 3. Anh em mời ăn thịt chó, tôi hỏi. Anh em nói, vừa rồi có một con chó đen ở đâu chạy vào trận địa. Lâm tiểu đội trưởng bắn một phát chết, anh em lột da và kho nhạt chén cơm. Tôi cười và cùng ăn với anh em. Đang ăn thì Thảo y tá xuống. Thảo lấy cồn pha rượu. Thế là có rượu uống. Đại đội tôi có hai Lâm và hai Dũng, Lâm Hòa Bình và Lâm Hà Tây, Dũng Hà Tây và Dũng Nghệ An. Vô tình chiều nay lại có đủ 4 cậu. Cậu Lâm Hòa Bình nói, hai Lâm hai Dũng ăn thịt chó là đen lắm. Lâm Hà Tây nói, mày sợ đen thì đừng ăn, tao ăn tao chết thay cho mày. Hai Dũng cũng đồng tình với Lâm Hà Tây, Dũng Nghệ An nói, anh Vĩnh ăn thì đen đỏ sợ gì. Tôi cười, gạt chuyện đó đi, rồi uống 3 ly cồn Thảo pha thay rượu, bốc một vài miếng thịt chó ăn, sau đó cùng Trúc về hầm chỉ huy. Cả ngày không có tiếng súng nào, tôi thấy sợ thật sự. 3:00 đêm, pháo địch đột nhiên bắn phá điên cuồng vào trận địa. Tôi nhắc các bộ phận tăng cường cảnh giới sẵn sàng đánh địch đột nhập. Địch tập kích bằng hỏa lực bất ngờ với cường độ cao. Sau đó chúng tổ chức tiến công đêm. Chúng tôi đánh trả quyết liệt, địch không tiến công nổi. Tất cả các công sự trận địa được giữ vững.
đại đội hy sinh 1 và bị thương 3 đồng chí. 5 giờ 30 ngày 27 tháng 7, địch lại tổ chức đánh phá và tiến công như lúc 3 giờ. Chúng tôi bám công sự ngăn chặn địch. Hôm nay, chúng tiến công không theo đợt, mà tiến công liên tục hết đợt này tới đợt khác. 14 giờ 30, trung đội 1 của chúng tôi bị chúng đánh bật chốt. Tôi điều 2 tiểu đội của trung đội 3 lên tăng cường cho trung đội 1, sử dụng toàn bộ hỏa lực mạnh của đại đội đánh địch khôi phục lại trận địa. 17 giờ 30, chúng tôi đẩy được địch ra khỏi trận địa. Đơn vị tôi lại hy sinh tiếp 6 đồng chí, trong đó có 2 Lâm, 2 Dũng, bị thương 13 đồng chí. Đêm, địch điên cuồng bắn pháo cối liên tục vào trận địa chốt của đại đội với mật độ dày đặc. Tôi cảm thấy cô đơn và quạnh vắng, nhớ 4 cậu Lâm và Dũng, 2 hàng nước mắt cứ chảy mãi không cầm được. Ngày 28, 29, 30 tháng 7 và ngày mùng 1 tháng 8, mùng 2 tháng 8, địch vẫn tổ chức tiến công nhằm xóa sổ trận địa của đại đội tôi. Những ngày này, không biết một ngày chúng tôi hứng bao nhiêu quả pháo cối của địch nữa. Quá nhiều, không thể đếm được, ác liệt và căng thẳng vô cùng. 17 giờ 20 ngày mùng 2 tháng 8, cả 2 trung đội 1 và trung đội 2 của tôi đều bị địch đánh bật chốt. Tôi tổ chức nhiều đợt phản kích nhưng không thể khôi phục trận địa đã mất. Tôi báo cáo tiểu đoàn báo lại, đại đội 10 và đại đội 11 cũng đang khó khăn. Sở chỉ huy của tiểu đoàn và đại đội 12 cũng bị địch đánh hỏa lực với mật độ cực cao. Trung đoàn đã nắm được tình hình, trung đoàn đang cùng sư đoàn đánh kiềm chế mạnh vào các trận địa hỏa lực của sư đoàn 5 địch. Tiểu đoàn nhắc tôi, động viên bộ đội kiên quyết giữ vững trận địa còn lại, chờ chỉ thị của trên. Tôi nghĩ, có lẽ trên sẽ cho chúng tôi chuyển về trận địa chính thức kiên cố lâu dài đã được chuẩn bị ở bên kia suối. 22 giờ 10 tôi nhận điện trên báo, bí mật đưa bộ đội về trận địa phòng ngự chính thức bên kia suối, bố trí lại hỏa lực nghiêm mật sẵn sàng đánh địch. Trận địa cũ tổ chức thật nhiều bãi mìn, trung đoàn sẽ điều một trung đội công binh xuống cùng đại đội để bố trí mìn diệt địch. 2 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 8, chúng tôi hoàn thành việc di chuyển đến trận địa mới. Tôi cho anh em củng cố thêm công sự để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. 5 giờ ngày mùng 5 tháng 8, địch đã bám bờ suối xây dựng trận địa phòng ngự. Tôi dùng hỏa lực ở trận địa dự bị 2 cùng hỏa lực của tiểu đoàn, trung đoàn đánh mãnh liệt vào đội hình địch. Hôm nay, tôi đã tiêu thụ mất 140 quả đạn cối 82, 170 quả cối 60, 23 quả DK82, và 12 quả DK90. Đêm nay, vận tải trung đoàn sẽ vận chuyển bổ sung đủ cơ số đạn cho chúng tôi theo đúng quy định của trung đoàn. Ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 8, chúng tôi và địch đều dùng hỏa lực đánh qua trận địa của nhau. Do cách suối nên cả ta và địch đều không tổ chức tiến công được. Mật độ phi pháo cao, tỷ lệ thương vong nhiều, cường độ ác liệt và căng thẳng quá lớn. Đêm đến, cả ta và địch đều mò xuống suối tắm và lấy nước, gặp nhau lại ném lựu đạn và bắn nhau loạn xạ. 22 giờ mùng 7 tháng 8, tôi nhận điện bàn giao trận địa phòng ngự cho đại đội 5, tiểu đoàn 5. Tiểu đoàn tôi rút ra củng cố và huấn luyện bổ sung, kết thúc đợt phòng ngự 18 ngày căng thẳng, ác liệt với mật độ phi pháo dày đặc tại ngầm suối Đà Ha, kinh khủng khiếp và đáng nhớ này. Ngày 24 tháng 9 năm 1978, ngày tháng cứ trôi đi, chiến tranh ngày càng gian khổ và ác liệt. Mấy tháng nay, đơn vị tôi liên tục chiến đấu, hết tiến công, rồi lại rút về phòng ngự biên giới. Hôm qua, tôi được trung đoàn gọi lên nhận quyết định thăng quân hàm trung úy, quyết định ký từ tháng 7, vậy mà bây giờ tôi mới nhận được. Khác với mọi người, khi nhận quyết định, tôi không thấy vui mà cảm thấy buồn. Buồn vì đồng đội của tôi thương vong nhiều quá. Buồn vì không biết cuộc chiến này kéo dài đến bao giờ. Nhận quyết định xong, chỉ huy trung đoàn mời cơm. Tôi báo cáo với chính ủy trung đoàn cho phép tôi được xuống ăn cơm với Hoạt, bạn đồng hương cùng nhập ngũ. Hoạt làm hậu cần trung đoàn, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Hoạt và tôi rất quý nhau. Tháng nào quản lý của tôi lên nhận hàng, Hoạt cũng gửi đồ cho tôi. Lúc thì vài hộp thịt, khi thì chục bánh lương khô. Ngồi ăn cơm cùng Hoạt và mấy anh em ban hậu cần, chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện lắm.
chuyện chốt, chuyện các đơn vị tiến công bị pháo, bị mìn, chuyện trung đoàn nhận nhiệm vụ chốt cho quân đoàn rút hết về huấn luyện bổ sung. Đang nói chuyện thì anh Kế trung đoàn trưởng xuống. Chúng tôi mời anh Kế uống rượu. Anh vui vẻ nói, mình đang ăn trên trung đoàn không thấy cậu, nên mình xuống uống với cậu vài chén. Tôi vui vẻ uống với anh Kế vài chén, sau đó tôi và anh cùng dốc bầu tâm sự. Tôi hỏi anh Kế, anh nhận định thế nào về cuộc chiến? Anh nói, không biết thế nào cậu ạ, tớ đánh Mỹ Ngụy cũng nhiều, nhưng không thương vong nhiều như đánh bọn Pol Pot này. Bọn này phản đòn giỏi lắm, mình dạy nó nên nó hiểu mình, khó đánh lắm. Đánh bọn này gian nan hơn cả đánh Mỹ cậu ạ. Tôi hỏi anh nghĩ thế nào về việc ta cứ đánh qua đất nó rồi lại rút về chốt giữ biên giới? Anh nói, chính vì vậy mà ta thương vong nhiều đấy cậu ạ. Không hiểu trên tính thế nào, chứ cứ mở hết chiến dịch này đến chiến dịch kia, rồi lại rút về chốt giữ biên giới. Mỗi lần rút về thì nó lại bu vào vây ta, mìn nó dài như lá rừng. Không lẽ cứ giữ biên giới hết đời này sang đời khác sao? Tôi nói với anh có cho em nói thật suy nghĩ của em không? Anh nói, cậu nói đi, mình đang muốn nghe đây. Hồi trước, mình nghe cậu tranh luận với ông Truy, cũng phục lắm, đúng là trai Hà Nội có khác. Giờ cậu nói đi. Tôi nói, theo em, muốn biên giới thanh bình, muốn nhân dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, bắt buộc chúng ta phải đưa chiến tranh sang nước bạn, phải đánh mạnh, giải phóng Campuchia, xây dựng một chính phủ mới thân thiện hữu nghị với chúng ta. Có như vậy mới chấm dứt được chiến tranh. Anh Kế vỗ đùi đánh đét. Hay, hay đấy. Còn rượu không? Xin chén nữa. Anh uống liền hai chén. Nhưng mà mình với cậu có quyết được đâu. Thôi kệ cậu ạ. Mình về đây. Cậu cũng chuẩn bị về cho sớm nhé. Anh Kế về một lúc tôi cũng chia tay Hoạt. Tôi gọi Định và Lam, hai liên lạc của tôi, cùng với ba cậu trinh sát trung đoàn tăng cường cho tôi, cùng về tiểu đoàn. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện tôi nói với anh Kế lúc trưa. Tôi nhắc ba cậu trinh sát chú ý quan sát. Đi được khoảng 5 km, tự nhiên tôi thấy rợn người, hai chân níu lại không bước nổi. Tôi nói, tất cả dạt sang mép đường tăng cường cảnh giới, trinh sát hết sức cẩn thận, chú ý quan sát, tiến lên phía trước, cẩn thận mìn địch. Tôi, Định và Lan bám mép đường yểm trợ. Đi được 30 m, trinh sát báo có mìn. Tôi nhắc trinh sát đánh dấu. Tôi cho hai liên lạc và hai trinh sát cảnh giới. Tôi và một cậu trinh sát trực tiếp lên kiểm tra và gỡ mìn. Chúng tôi gỡ được 16 quả mìn. Trong đó, 10 quả K-58, 5 quả K-5 và một quả lựu đạn. 16 giờ chiều, chúng tôi về đến chốt. Về chốt, Lan vừa móc thuốc mìn ra đun nước vừa hỏi. Anh Vĩnh à, sao anh biết có mìn mà bảo tất cả dừng lại? Định đang nhai lương khô nói, mày phải đi với anh Vĩnh nhiều mới biết, nhất là đánh tiến công. Cứ trận nào anh đi kiểm tra xong, về hầm chỉ huy, đi tiểu vào hút một điếu thuốc thì trận ấy ngon lành. Tôi giật mình tròn xoe mắt, nghĩ, một cậu liên lạc mà nó để ý từng chi tiết nhỏ của tôi. Có lẽ trong chiến đấu, giữa cái sống cái chết, mọi chiến sĩ đều đặt niềm tin tuyệt đối vào người chỉ huy thì phải. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương đồng đội của tôi hơn. Mấy hôm trước, vừa nhận 20 chiến sĩ mới quê ở Hà Bắc và Nghệ An, chưa được 5 ngày thì hy sinh mất 17. Có cậu, tôi còn chưa rõ mặt quen tên, đã hy sinh mất rồi. Tôi tự trách mình và thầm nghĩ, mình phải cố gắng nghiên cứu học hỏi, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để chỉ huy thật tốt, để đồng đội tôi ít thương vong hơn. Đêm xóm giữa tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe pháo địch bắn cầm canh, suy nghĩ miên man, không sao ngủ được. Tự nhiên, những gương mặt của các đồng đội tôi đã hy sinh lại hiện về. Tôi nhớ hình bóng từng người, có những người bạn, tôi nhớ cả những thói quen và sở thích nữa, nhất là chiến thông tin. Nhớ đến chuyện tình yêu của Chiến với cô gái tên Lụa nào đó mà tôi chưa biết mặt. Chiến kể rất say sưa và rất tự hào vì Lụa. Chắc Lụa của Chiến là cô gái đẹp và là người con gái mà Chiến của tôi yêu nhất trên đời. Cứ thế, tôi mơ màng theo tiếng pháo địch bắn cầm canh cho đến khi
Lan liên lạc mang bình tông đi lấy nước.